bán rồi giờ còn có mấy cục ngàn túi nữa. Cứ bán xong là chiều về trả ra con. Bán vừa xong là mình trả cho người ta, rồi chiều ta cho mình mượn lại. Rồi. Người ta không có lấy lại. Dạ. Dạ, bán vừa rồi. Là cứ lấy cái tiền lời đó thôi. Lấy tiền lời à? Dạ. Mua gạo, mua đồ ăn nữa. Vậy ngày này. Có bữa bán không hết thì lấy thịt với nước bèo nấu ăn. Dạ. Cái tiền cô mượn mua đồ là một ngày mượn người ta bao nhiêu? 500. Chào cô. Dạ, con cũng con tụi con á cũng có nghe cái chị kia chia sẻ, cũng có gọi và nhắn tin cho nhóm tụi con á, nói là một cô có một đứa cháu ngoại mà bị giống như bị người ta bị mấy thằng nào gạt rồi có bầu gì đó, rồi không có tiền sanh, rồi để đi vay tiền xã hội đen. Ờ, cái chuyện đó là như thế nào cô? Cô nó lớn lên chút nha cô. Cũng như là cháu nó đương học ở trên thành phố á. Dạ. Rồi người cháu về là mới biết, và biết rồi là cháu cũng sắp sửa sanh rồi. Dạ. Rồi thành ra không biết làm sao. Thì cô cũng phải gán để lo cho cháu chứ giờ không bỏ được. Dạ. Cháu là em là nhiêu tuổi rồi cô? 19 hả thì 19 cũng như mới vô đại học năm đầu tiên. Dạ. Mới vô đại học. Như học rồi bị ta gạt. Dạ. Cô là bà ngoại. Bà ngoại. Để đó cô mẹ bé không cô? Mẹ bé có chồng rồi, mẹ bé ở riêng rồi, mẹ có chồng nữa. Dạ. Cái này là con của chồng tướng mà thôi nhau rồi. Dạ. Cũng có hai chị em, cái thằng nãy là em của nó đó. Cũng học được có chín rồi. Cái rồi lúc có cô bệnh bạn quá rồi cháu nó bị mất căn bản học á, chỉ có con này học thôi. Vậy giờ nói chung là một mình cô là nuôi hai người cháu ngoại ha. Ừ, hai đứa cháu ngoại. Cái kinh phí của mình là làm cái gì cô? Lúc trước cô bán vé số. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ rồi cô bệnh tim á. Dạ. Cái không có ấy nữa rồi cô mới sang cái xe hủ tiếu của người ta. Dạ, rồi sang cái xe hủ tiếu lại để mình bán. Ừ, rồi đi bán hủ tiếu. Dạ. Không, mấy tháng này là bán hủ tiếu chứ lúc trước rồi cô bán mấy số. Dạ. Ừ. Ngày mình được bao nhiêu cô? Lời được bao nhiêu? Được 70 vậy đó. Dạ. Kiếm hủ tiếu rồi cho tụi nó ăn. Dạ. Chi phí trong nhà, ví dụ khi nào mà điện đài không đủ tiền đóng thì xin mẹ nó. Kêu mẹ nó phụ thêm. Nhà mẹ bé thì khá giả vậy không cô? Dạ không, cũng bằng giường ở bên quê mà. Dạ. Ở bên Nhân Thạnh. Dạ. Cũng có chồng thì tập quyền nữa. Thành ra nó ở bển, ví dụ thiếu một thì mình xin nó thì nó phụ giúp chút đỉnh vậy đó. Dạ. Thì cũng cho thêm con nó thiếu gạo, thiếu đồ cũng gắng giúp. Dạ. Cho ăn. À, bộ con nghe nói là bộ mình tính dây tiền xã hội đen gì hả? Lúc trước cô có dây. Cô dây nhưng mà dây để mà bán vé số rồi thì cô có dây. Dây của mấy thằng đó mà cô tả rồi hết rồi. Dạ. Ừ, còn thiếu có mấy trăm nữa mà hết là rồi. Là mình dây tức là lời sao cô? Thì dây 3 triệu, ngày cô tả 150. Dạ, ngày trả 150. Tả hai mấy. Dạ. Cô nghe là con bé nó có bầu này mà gia đình mình bây giờ cũng thiếu thốn khổ quá. Dạ. Thì con bé nó cũng là gần sanh rồi mà bây giờ nói là gia đình không có tiền để mà đi sanh. Dạ. Thì cũng có nghe nói là muốn mà dây tiền giang hồ để mà đi sanh hả cô? Tính dài lại mà chưa có dám. Tại cô góp nó còn thiếu nó có mấy tầm nữa là hết rồi. Dạ. Còn thiếu 4 ngày nữa 6 sanh. Dạ. Là cô tính dây lại tiền đó lại bao nhiêu? Dài lại 5 triệu nặng để dành cho cháu nó đi sanh. Dạ. Trước tiên mà vô có sanh là phải đóng 3 triệu, 4 triệu gì á. Dạ. Nhưng mà nếu mà sanh đàng hoàng á thì nó không có tốt tiền nhiêu. Dạ. Cháu nó cũng có cái bảo hiểm của nhà trường á. Dạ. Nhưng mà vô đó là lúc gà vô là phải đóng vậy á. Dạ. Vậy chứ mà hiện tại trong gia đình mình thì không có chi phí nào hết. Không, cô không có. Chậm chí cô đi bán một tiếng thì cô phải mượn. Chiều nay mượn dài tăng sáng bán tả lời
Thấy mình cũng có căn nhà thì nói chung nó cũng là chật hẹp lắm cô. Thì dạ, nhà đây là nhà của cô xây hay là như thế nào? Dạ, này mua họ mua cái cũng như hồi đó cô ở dưới kia. Rồi cô khổ quá rồi cái đổi với người ta lấy vài chục triệu nặng đi trị bệnh á. Rồi người ta mua miếng đất rồi người ta cất cái này cho mình, rồi mình phụ tiền người ta cất cái gác bự cho nó có cái gác để ở. Chứ cái này có 30 thước à. Dạ con thấy nó vuông vuông á. Dạ. 30 mét vuông vậy là chắc 6 mét ngang. Ngang 5 mét dài 6 mét. Dạ. Thì nó chỉ được có cái phòng này với cái gác ở đó. Dạ. Tua nó đắm. Này giống như là cái phòng trọ vậy. Dạ đúng rồi, giống nó cỡ bằng cái phòng trọ. Tại cô đi bán cái số cô thấy nhà trọ nó cất vậy đó. Dạ. Rồi cô coi theo đó rồi cô chỉ nó là phải làm thêm cái gác cho mấy đứa cháu nó ngủ được. Dạ. Nhà mình cắt bao lâu rồi cô? 2 năm rồi. Dạ. Tại vì mấy năm trước là hai bị tim đó. Dạ. Rồi thành ra đổi lên đây được hai năm rồi, hai cái tết rồi. Dạ. Cô thì bị bệnh tim hay là còn bệnh gì nữa không cô? Tim, huyết áp. Lúc đó còn sạn thận nữa mà cô trị sạn thận nó hết rồi. Giờ nó chỉ có hẹp quanh tim nó chết, cái mặt dành cái 4-3 cận nó bị chết rồi. Giờ được bao nhiêu tuổi rồi mà giờ phải 69, nuôi 2-3 người cháu 69 họ. Tuổi rồi. 69 tuổi rồi còn phải nuôi 2-3 người cháu ngoại nữa. 69 là tuổi thiệt của cô, 69 tuổi còn trong giấy thì người ta bằng sinh năm 55. Nhưng mà tuổi thiệt cô là cô sinh năm 52, tuổi tỵ. Hôm nay 69 tuổi, Tết này nữa 70 rồi. Giờ mình cứ bán vậy để kiếm tiền sinh sống thôi, chi phí được ngày 70-80. Ngày nào cũng bán hết á cô, mưa gió gì có bán. Mưa gió cô cũng phải đi 3 giờ, cô thức dậy rồi. Dạ. Cô đi. Với đứa cháu trai, đứa cháu ngoại mà trai phụ cô. Nó nghỉ học rồi, nó ra nó phụ, còn bé này thì nó ở nhà. Dạ. Giờ là còn mười mấy ngày nữa là sanh đó con. Dạ, nhiêu khi? Còn 3 tây tháng 7. Dạ. Con như đi khám định kỳ đó. Dạ. Là bác sĩ cho 22 là 3 tháng 7 này. Dạ. 3 tây tháng 7 này xong. Hôm nay có một cái đồng tiền nào mà để đi xong nữa. Dạ chưa. Cái hỏi cửa gì bọn vô vậy? Như bán ngày nào thì ăn ngày đó. Dạ. Kêu là lấy đi mượn tay dài tóc. Như chợ sáng bán rồi giờ còn có mấy chục ngàn túi nữa. Cứ bán xong là chiều về trả ta con. Bán vừa xong là mình trả cho người ta, rồi kêu ta cho mình mượn lại. Rồi. Người ta không có lấy lại. Dạ. Dạ, bán vừa rồi. Là cứ lấy cái tiền lời đó thôi. Lấy tiền lời ăn. Dạ. Mua gạo, mua đồ ăn nhá. Vậy ngày này. Có bữa bác không hết thì lấy thịt với nước bèo nấu ăn. Dạ. Cái tiền cô mượn mua đồ là một ngày mượn ra bao nhiêu? 500. 500 hả? Dạ. Dạ. Người này cho 300, người kia cho mượn 200 vậy đó. Dạ. Người đi. Là chi phí mình mua đồ là tổng cộng 500. Dạ. Cử hủ tiếu mình nấu là 500. Dạ, cứ một cử là 500. Dạ. Dạ. Thịt này 300 người lạc gạt như than, dầu, mắm, muối, đồ này kia vậy đó. Dạ. Gia vị thì cũng 200. Dạ. Cô bán ngày một buổi sáng là mình lời được bao nhiêu một buổi bán như vậy cô? 70-80 với hủ tiếu rồi ăn. Vậy cô bán bình dân mà. Dạ. Ở quê mình bán bình dân. Dạ. 10.000 cũng bán, 20 cũng bán, 15 cũng bán. Ở sớm thì người ta ăn mà mình bán bình dân. Dạ. Nhưng mà gia đình của mình ấy cô, dạ, thì có mà thuộc dạng như hộ nghèo hay là cái gì? Hồi xưa cô có hộ nghèo, sau cái họ chắc cho cái tình nhà tình thương là họ cắt cái hộ nghèo lấy cái sổ hộ nghèo cũ hơn. Hiện tại là cái nhà đây là nhà tình thương hả? Không, nhà này là nhà cũ. Dạ, nhà cũ là nhà cô cất. Còn nhà tình thương là hồi năm 2011 á, người ta cho ở trong cái sổ xuống sổ mà ngoại khám bệnh nữa, là hồi năm 2011 á, là bà Mai bà cố còn, bà cụ còn á, thì năm đó cho cái nhà thì mình phụ tiền vô cho có 15 triệu, không đủ tiền trả mà cho thợ hồ ở phường cho có 15 triệu rồi cắt hết.
không không còn hưởng cái gì của nhà nước được nữa hả? Tới bây giờ rồi đó, có bảo hiểm y tế từ bao nhiêu người cũng được hết, rồi sau này tiếp cái nhà tình thương là không còn nữa. Tới bây giờ cô cũng phải đi mua bảo hiểm, không còn hưởng được cái đó. Nhưng mà nhà có mình em á, thì nó thấy vậy nó cho mỗi một năm vậy, nó cho người ta bảo hiểm gì đó, miễn hết thì vô trong nó đó là ta lấy tiền đó để vô nạp vô cái bảo hiểm cho cô. Cô ơi, cô cho con hỏi là cha ruột của bé ấy, là hiện tại cha của bé đó là với mẹ bé là thôi nhau hồi bé này mới có 4 tuổi, cái thằng đó mới có 12 tháng là cha mẹ nó thôi nhau rồi. Rồi ở với cô, với bà cụ. Rồi mẹ nó đi làm nuôi, phụ nuôi. Rồi sau này mẹ nó có chồng khác rồi thì ở vẫn ở với cô hồi nào tới giờ. Từ hồi bé tới giờ là ở với cô không, với bà cụ. Bà cụ chết rồi năm đó tới giờ cũng mười mấy năm rồi. Ông chú đâu cô? Chú chồng cô đó. Chồng cô mất từ năm 85 tới giờ. Cô ở vậy cô nuôi mấy đứa con. Có hai đứa con, ba đứa mà chết đứa, còn hai đứa, một thằng á thì nó có vợ ở trong phường năm á, nó cũng đi làm công ty rồi làm mướn, nó nuôi mấy đứa con á. Nói chung cái cuộc sống của cô là bây giờ lúc trước thì nuôi con, bây giờ thì nuôi cháu, rồi tiếp tục công việc nó nuôi chắc nữa. Dạ. Dạ thì cuộc sống giờ nó còn quá khó khăn hả cô? Dạ. Mà con bé thì nó gần tới cái ngày sanh rồi mà cũng chưa có một cái chuẩn bị được 1.000 nào để mà chuẩn bị đi sanh hết. Dạ. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn cô nha cô. Dạ. Dạ. Con chào cô nha. Dạ. Điện cho mấy anh em tới đây để mà quay lại cái hoàn cảnh của gia đình mình đó cô. Dạ. Thì tụi con tới đây cũng nghe được cái sự chia sẻ của cô. Dạ. Rồi cũng biết được cái phần nào. Thì hy vọng là khi mà mấy anh em tụi con tới đây quay clip rồi đăng tải lên á thì cũng sẽ được nhận cái sự mà đồng cảm của những cái cô chú mạnh thường quân để có thể giúp đỡ cho cô là bà ngoại của bé để có một số tiền để mà cho bé nó đi sanh đi đỉ cho cô. Dạ. Thì tụi con cũng không biết nói gì hơn, tụi con chỉ là những cái người mà đưa tin lên thôi. Dạ. Thì hy vọng mình có duyên thì tụi con sẽ lại đây thăm gia đình mình một lần nữa nha cô. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ, rồi tụi con nha. Xin chào cô nha cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, bữa nay dịch nhiều lắm cô đi, cô bịt khẩu trang cẩn thận nha cô. Lúc nào cũng bịt cơ. Rồi. Cố gắng lên nha. Dạ. Rồi, con chào cô nha cô. Dạ. Dạ, sức khỏe thì nó không có được ấy, nó cũng ấy, đừng có ấy thì nó không có sao. Dạ. Nhiều khi nó ép tim thì đi thì thuốc men phải đầy đủ. Thì hiện tại thì nói chung là mấy anh em tới đây thì là cũng thấy là bà ngoại của bé cũng khóc rất là nhiều thưa cô chú anh chị ạ. Bây giờ mà gần sang rồi mà cũng chưa có tiền để mà cho bé đi sanh á. Cô thì nuôi con rồi tới nuôi cháu rồi chuẩn bị lại nuôi chắc nữa thì cuộc sống cũng rất là khó khăn. Thì hy vọng Thảo với lại những cái người anh em á đăng tải cái video này lên á thì nhận được cái sự đồng cảm của cô chú nha. Thì chắc có lẽ là bây giờ cái video này Thảo cũng xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở những cái video sau nha. Con xin phép chào cô luôn nha cô. Cảm ơn. Dạ rồi. Chào cô nha.